Rồi, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của Nhiên ha. Cà phê sáng nay cũng muốn chia sẻ với mọi người rất là nhiều câu chuyện về cuộc sống. Nhưng mà nhiều quá không biết chia sẻ cái gì. Sáng nay mình thấy cái cây nó vươn mình, nó đón nắng. Nên mình quay chia sẻ với các bạn cái câu người ta hay nói là đủ nắng hoa sẽ nở, đủ yêu thương sẽ đông đầy. Nhưng mà mình thấy câu này chưa đúng. Tại sao? Tại vì khi mà cái cây nó phải có tích lũy rất là nhiều dưỡng chất từ đất, không khí, rồi nó mới phát triển. Rồi vào đến một ngày nó có đủ nắng thì nó mới có nở hoa, chứ nếu mà nắng không thì nó cũng không được. Đó, mình phải nhìn nhận cho đúng. Rồi, giống như một đứa nhỏ mà nó nghiện ma túy thì mình có thương nó thì mình chỉ cho tiền nó chích nhiều chết sớm thôi, chứ nếu mà mình dùng tình thương thì mình sẽ không thể nào mà mình cảm hóa được nó và mình chuyển hóa nó được. Khi đó là mình bắt buộc phải đủ thông minh, dùng mọi cái biện pháp, và mình phải đủ nghị lực, kiên trì để thực hiện những cái biện pháp cai nghiện cho nó. Đây là cá nhà mình. Cái hồ này thì cũng hay quay video cho các bạn coi á. Rồi, sáng nay mình chỉ chia sẻ xíu vậy thôi. Đủ nắng hoa sẽ nở, nhưng mà phải có những yếu tố khác nữa. Chứ nắng không thì hoa cũng không thể nở được. Rồi, chúc quý anh chị các bạn ngày lễ 2 tháng 9 cùng gia đình thật nhiều hạnh phúc, ấm áp. Hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn ở các video sau. Hãy like và đăng ký kênh Động Hồ Nhiên. Cảm ơn các bạn rất nhiều.